Và bây giờ xin mời quý vị chào đón 4 ứng viên của chúng tôi. Wow. Chàng trai ở vị trí đầu tiên, xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh ạ. Xin chào toàn thể quý vị, các bạn đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Quá dữ luôn sao. Nghe như MC không biết phải đồng nghiệp mình không ta. Chương trình Tần Số Tình Yêu của chúng ta được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và tôi là Quang Minh, MC của chương trình Tần Số Tình Yêu. Vậy thiệt. Ôi trời ơi. Định thế chỗ mình hoàng rapper hả bạn ơi? Khẳng định giật nồi cơm tôi luôn hay sao vậy Minh? Xin mời quý vị tất cả các bạn. Thì Minh hiện tại đang làm công việc là diễn viên và MC. Ngoài ra còn thêm một nghề nữa đó là streamer. Năm nay thì Minh cũng được 28 tuổi rồi. Cũng khá là chứng chạc rồi đấy. Quê quán ở đâu Minh ha? Sinh ra ở đâu thì là sinh ra ở Hải Phòng. Dạ. Còn quê quán của ông bà nội á thì là ở Nghệ An. Vâng. Ông bà ngoại thì là ở Nam Định đó, và Minh đi học tại Hà Nội. Ủa sao ông bà nội ông bà ngoại gặp nhau? Đâu, quan trọng là con của ông bà nội và con của ông bà ngoại gặp nhau chứ. À, bà nội bà ngoại đúng gặp rồi nhau. Đúng rồi, làm gì thời đấy là chưa xe máy, chưa có xe hơi nhiều. À, bà cưỡi xe ngựa. Wow. Đó, đang đi dạo phố ở trên xe ngựa mà dạo phố nữa, hoàng tử tới rồi. Cưỡi xe ngựa dạo phố ở Hải Phòng, thế là đến đúng chợ sát gặp mẹ đó, và hai người nhìn với nhau bằng ánh mắt đầu tiên đã yêu nhau rồi. Wow. Ngày xưa cũng có tần số tình yêu đâu. Nhiều khi hôm nay Quang Minh cũng sẽ lập lại lịch sử của ba mẹ, yêu từ ánh mắt đầu tiên đó nha. Bạn để ngựa ở đâu rồi? Ngựa thì đang ở nhà chuẩn bị phi tới đây để đưa bạn gái mang về nhà đó. Hôm nay bạn đến đây sẽ tìm cho mình một người bạn gái như thế nào? Mình chỉ cần một người đó là thực sự hiểu được cái nghề của mình đang làm và yêu mình bằng cả trái tim. Cảm ơn Quang Minh rất nhiều, một chàng trai rất là vui tính và thú vị. Và bây giờ sẽ là lời giới thiệu đến từ chàng trai ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay và tất cả quý vị khán giả truyền hình. Mình tên là Nguyễn Chí Tài, hiện là 29 tuổi, mình hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có hai đam mê lớn là âm nhạc và nấu ăn. Ngoài ra mình cũng rất là thích thể thao. Đây là một màu sắc khác nha, trầm hơn nè, nhẹ nhàng hơn nè. Quê quán ở đâu mà có chất giọng nhẹ quá vậy bạn ha? Dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhẹ nhàng dịu dàng chung đớp chát rồi giật đồ cơm nha. Hoài vừa ý gì đó. Đâu nói gì đâu, thì có dành cái ghế tôi ngồi, tôi hơi bực mình xíu. Công việc hiện tại cụ thể của bạn là gì nào? Dạ em hiện tại cũng đang làm công việc cũng liên quan tới đam mê của em là âm nhạc. Em là nhạc công. Bạn chơi nhạc cụ nào ạ? Dạ em chơi guitar thùng ạ. Hy vọng là chúng ta có cơ hội để nghe được ngón đàn của anh ấy. Bạn thích dòng nhạc nào? Mình thích nhất là acoustic, còn nhạc thì thể loại nào mình cũng thích, mỗi loại sẽ có một cái hay riêng. Những cái lúc mà bạn rảnh thì bạn thường làm gì vậy bạn Tài? Tập nhạc, ngoài ra mình còn thích thể thao cho nên mình thường tập thể thao. Rảnh nữa thì mình đọc sách. Bạn thích thể thao, bạn thích môn gì? Mình thích bóng đá. Rồi cảm ơn bạn. Bóng đá mà vị trí nào? Thật ra thì em đã cũng rất là dở cho nên là em dự bị hả? Em dự bị hả? Thường thường là cho đá ở đâu thì em đá ở đó. Bảo quản tay mình. Vậy mình làm trọng tài đi. Cảm ơn Lý Tài. Xin mời chàng trai số 3. Em tên là Nguyễn Nhật Tân. Công việc hiện tại của em á thì là về kinh doanh mảng thời trang. Vậy là bạn là nhà thiết kế hay là stylist? Nhà thiết kế, họ làm ra những cái bộ sản phẩm rồi bán ra thị trường. Em là người mà nhập về những cái mẫu quần áo mới nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi mời chàng trai cuối cùng. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Vinh. Gia đình mình có 4 người, ba mẹ và một người em nữa. Hiện giờ thì mình làm kinh doanh, mình kinh doanh phòng trọ. Mình đến với lại chương trình này thì mình rất mong tìm được một người nào đó có thể bắt đúng cái tần số của mình, tại vì thật sự là mình cũng hơi khó. Như vậy bạn tự thú luôn là mình là một người rất là kén chọn. Kén chọn là qua ngoại hình, qua tính cách, qua suy nghĩ cuộc sống hay là như thế nào ạ? Mình thích một người nào đó là do cảm giác của mình nhiều hơn. Như vậy anh này không phải yêu bằng ánh mắt mà anh yêu bằng cái cảm xúc là nhiều hơn. Đúng rồi. Quan trọng là sự tiếp xúc ngay từ những phút đầu tiên. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá kỹ hơn nữa về một góc riêng tư, về một vật dụng mà không bao giờ tách rời ra khỏi cái anh ấy, đó chính là điện thoại di động. Đầu tiên sẽ là hình ảnh của những chiếc ốp lưng. Xin mời. Cũng đều là màu tối tối hen. Riêng với anh chàng Quốc Vinh thì màu giống như đá hoa cương vậy đó. Đúng rồi. Dạ, tại vì cái điện thoại này là do bà ngoại tặng. À, mình xài cũng được lâu lắm rồi. Và cái ốp lưng này cũng là bà ngoại chọn cho mình. Thương quá, giờ thương bà ngoại lắm nè, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn. Trang ngân hỏi anh số 1, thấy cũng đặc biệt lắm mà sao thấy ốp lưng nó đơn giản vậy anh? Những cái gì gần với anh thì anh thích nó đơn giản, cũng như trong tình yêu á. Chứ màu mè rồi là ba bữa nửa tháng rồi lại ơi ơi anh ơi thế này thế kia nó mệt lắm. Nên là cứ đơn giản và mình tới thôi. Ở đây ai xài ốp lưng màu mè giơ tay lên nào? Không. Ốp lưng của Ngân cũng ít màu hen. Có một màu hồng thôi chứ mấy anh. Thì nhưng mà nó nổi với hình con heo nè. Con heo. Còn của Ngọc. Em móc cái này thành cho nó thấy đó là 3D đó anh. Cái đó 3D vậy. Màu xanh ha. Còn Lê Lộc trời ơi, cũng ít màu mè hen. Ai muốn màu gì có màu đó. Rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn nữa với màn hình khóa. Xin mời. Trời ơi, chúng một đội rồi. Phải dành ưu tiên. Không ngờ là anh chàng Nhật Tân lại có cùng chung đam mê với mình. Đó chính là đội bóng Manchester United, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ủa mình tưởng đâu là một nhà thiết kế thời trang thì sẽ đam mê về một chút xíu đó về nghệ thuật. Không ngờ là bạn lại thích bóng đá nữa. Manchester này thì em đã thích khoảng chừng hơn 20 năm rồi.
Trời trời thiệt á. Bây giờ tôi bay lên tôi bắt tay cũng được luôn á. Tôi cũng 20 năm á. Cái cỡ mà từ thời David Beckham mặc áo số 24 nha. Rồi lên 60 rồi lên 67. Không phải chỉ có hai người thích Manchester không đâu. Thôi bay mình về đi. Cảm ơn bạn Nhật Tân. Còn bạn Quốc Vinh, màn hình khóa của bạn khá ấn tượng về một bức ảnh của gia đình đúng không? Dạ đúng ạ. Cái này là bức ảnh này là gia đình mình chụp hồi mấy năm trước. Là mấy năm ngoại mình nước ngoài mới về. Và đây là có ba mẹ với lại bà ngoại và hai đứa em. Em nhỏ nhất là em họ của mình. Vậy là bạn có mấy người em ruột? Em ruột là có một người bên gốc thôi. Em ruột có giống bạn không? Hai anh em thì hình như khác khác nhau. Dạ có bạn. Thể là một người giống ba, một người giống mẹ. Cảm ơn bạn. Một anh chàng rất là yêu thương gia đình và để màn hình nền là gia đình nè. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bên trong cái điện thoại của mỗi anh chàng sẽ là nội dung những gì. Đầu tiên là Quang Minh luôn nè. Bạn sử dụng những cái mạng xã hội để streaming á là mục tiêu để làm gì ạ? Kinh doanh, bán sản phẩm hay gì ạ? Chủ yếu của em đó là lên đó để trò chuyện và kết bạn thôi. Bạn ơi, bạn có thể vô danh bạ cho chúng tôi coi được không? Mình sẽ lướt từ trên xuống dưới cho bạn xem nhá. Vâng. Đó, hơi tự lên trên hẳn. Mấy cái phần anh thì mình không cần xem đâu, mình xem mấy phần em cho. Em thôi. Em sẽ tìm luôn chiếc e cho bạn nhé. Kéo từ từ thôi. Từ từ thôi, lỡ tôi thấy một cái trái tim nào đó là tôi bắt liền. Đó. Bé mèo. Bé mèo này là một người em đang làm ca sĩ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai anh em cũng rất là quý nhau. Quay lại nè. Quay lại nè. Tôi thấy chị khách sạn nè. Khách sạn Kiều Anh là sao? Bi khách sạn Kiều Anh có nghĩa là một người này là tên là Bi và các bạn này là làm trong khách sạn Kiều Anh. Là nam hay nữ? Là nam ạ. Bồ Công Anh. Bồ Công Anh là một người chị ở ngoài Hà Nội. Chị mà sao không đặt chị mà đặt lại Bồ Công? Tại vì thật ra là tên Zalo của chị là Bồ Công Anh và mình không biết tên thật của chị là gì hết. Nói chung là điện thoại anh này thì đa số là vì công việc và những mối quan hệ xã hội thôi. Hèn chi đi giật đồ cơm gì khác. Bu là ai? Bu là một người em cũng làm về thiết kế thời trang. Nhiều em quá ha. Người này là em trai không phải em gái. Cũng là công việc và gia đình thôi. Cảm ơn bạn. Qua bản chí tài đi hả? Bên màn hình bên trong cũng vậy luôn, sâu thẳm một ánh sao đêm, một trời ngàn sao luôn. Bạn có nhiều ứng dụng không? Dạ em mở cho mọi người coi. Thực ra cũng ít lắm. Điện thoại này em cũng mới xài đây, em cũng chưa biết xài nhiều. Đa số là những ứng dụng để em tập đàn. Những ứng dụng liên quan đến guitar kìa, như là lấy tông, lấy nhịp, lấy nốt này hen. Dạ đúng rồi đó anh. Cho xem hình ảnh của bạn được không? Đồ ăn không à? Trời, con trai chụp hình hoa không phải em? Thật ra cái hoa này nó nằm trong dĩa đồ ăn. Đúng hồn. Thật ra em thích chụp cây. Như ví dụ như vậy. Cây này là cây kiển hả bạn? Như là cây dạng như bonsai á. Ngoài ra là hình chụp cảnh không à? Em rất là thích chụp hình từ sướng. Ủa bạn không có ảnh nào chụp với gia đình hả? Dạ thật ra điện thoại này em cũng mới xài được vài tháng cho nên là cũng không có gì nhiều hết. Có tấm ảnh này thì cũng là chụp gia đình nhưng mà là cũng đồ ăn không à. Ôi trời, ảnh gia đình đâu rồi, gia đình đâu? Đó đó, ảnh gia đình quay quần xung quanh bàn ăn. Dạ này vừa lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở nhà. Ngon ghê, gồm bao nhiêu thành viên ạ? Dạ nhà em thì hiện nay cũng rất đông rồi ạ. Em có ba anh em ruột và hai anh của em thì có thêm vài đứa con nữa. Vậy có mình bạn lủi thủi à, có buồn không? Dạ thì thật ra cũng buồn nhưng mà cũng không buồn lắm. Mà tôi nghe đồn là bạn đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra thì cái chuyện của em nó cũng rất là lạ cho nên là rất là khó kể vắn tắt cho mọi người nghe. Là tôi em có kết hôn một lần nhưng mà cũng chưa có làm giấy tờ. Sau đó thì chia tay ạ. Như vậy là bạn ấy cũng đã từng một lần kết hôn nhưng mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Có làm đám cưới không ạ? Dạ có ạ. Hai bạn nữ, bạn nghĩ sao về một người đàn ông đã từng lập gia đình? Chưa có trải qua cho nên cũng nếu mà nói thì có thể đồng cảm. Quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm dành cho nhau như thế nào, cái mức độ chấp nhận, thích nghi với nhau nó có đủ lớn để mà có thể đi cùng nhau được hay không. Còn bạn Ngân, bạn nghĩ sao về người đàn ông đã có gia đình? Ngân nghĩ là người đàn ông có gia đình hay là chưa có gia đình hay là một lần đổ vỡ, bao nhiêu lần đổ vỡ cũng vậy thôi, không có quan trọng lắm. Nhưng mà cái quan trọng là vì sao lại đổ vỡ? Thực sự trong bất kỳ cái cuộc đổ vỡ nào đều xuất phát từ hai người. Quan trọng là sau khi đổ vỡ mình rút ra được điều gì. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Chí Tài nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với bạn Nhật Tân. Đây đây đây, màn hình nền một cầu thủ nhưng mà che mất cái mặt rồi, tôi không biết cầu thủ đây là Jesse Lingard chắc hẳn là Lingard đúng không? Lật qua cái nhẹ cho thấy Lingard nè. Lingard. Rồi bây giờ các người đẹp muốn kiểm tra và tham khảo phần ứng dụng nào của chàng trai này? Cái ghi rồi, chú. Rồi cái phần ghi chú nào? Ghi chú thì mình không ghi chú hết. Chưa bao giờ ghi chú luôn. Tại vì mình có một thư ký riêng cho nên là mọi ghi chú đều là do bạn ấy sắp xếp cho mình. Bạn thư ký xinh không anh? Thư ký là nam nhé. Dạ. Cho nên là hai bạn nữ yên tâm nhé, thư ký là nam nhé. Bạn Ngọc muốn xem phần nào? Cái hộp thư tin nhắn nó đầy quá, mình lướt thử tin nhắn đầy quá. Ok, toàn là thuê bao không em à? Mẹ yêu của con kìa, trời ơi, luôn lên chân không? Thì dù mình có đi đâu thì mình vẫn là con trai của bố mẹ, cho nên là dù mình có lớn cách mấy thì mình vẫn để tên bố mẹ cho dễ thương ấy mà. Vậy còn người yêu bạn đưa tên là gì? Thì cũng tùy thôi, nếu như người yêu mình thích đặt tên gì sẽ đặt tên như vậy, hoặc là My Baby hay là My gì đó. Rồi vậy vô danh bạ nè, con có My Baby không nè? Đây là phần M nhé và không hề có My Baby. Dù còn nếu như bạn nữ nào mà chung tần số với mình thì mình sẵn sàng mình đặt là Baby có trong phần này. Rồi cảm ơn bạn. Mình vô phần hình ảnh được không bạn? Hình ảnh đây, mình xin lỗi từ đầu nhé. Nói chung cuộc sống của anh chàng này tập trung vào công việc nhiều hơn là phụ thuộc vào. Và đây là minh chứng cho cái việc là dù mình có lớn hay không thì bố mẹ mình
vẫn là người yêu thương mình. Cơm nấu rồi, thức ăn trong tủ, chúc con yêu ăn ngon miệng. Bạn thật là may mắn. Dù là mình kêu bố mẹ ơi, con đã 29 tuổi rồi, con có thể tự giải quyết được, nhưng mà bố mẹ luôn luôn là muốn khuyên, giải đáp mọi câu chuyện trong cuộc sống mà cho con nghe để con có thêm kinh nghiệm. Nhà bạn là có bao nhiêu anh em? Mình nhà mình có 5 người, tính mình là con út. Út cưng đây hả? Dạ út cưng. Thế nói lại vậy. Cảm ơn bạn Nhật Tân nha. Bạn Quốc Vinh ơi, ba bạn đang bệnh hả? Dạ đúng rồi. Thế hồi nãy có cô nào nhắn hỏi thăm á? Dạ bé đó là làm ở dưới Tây Ninh nè. Bé đó là quan hệ như thế nào? Bé đó là nhân viên của mình. Nhân viên là hai người cũng hay tiếp xúc với nhau chứ hả? Dạ đúng rồi, hai đứa có mối quan hệ rất là tốt. Rất là tốt ha. Nhưng mà nói luôn là bé đó mới có 24 tuổi à. Thì đâu có 24 tuổi hôn nhân rồi em. Nhưng mà vui một cái là bé ấy có ba đứa con rồi. Ba đứa con mà sao hỏi thăm gia đình dữ vậy? MC mà hỏi giống như người yêu người ta vậy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham khảo xem là những ứng dụng của anh chàng này như thế nào nào. Bạn ơi, con cuối này là của bạn hả? Dạ đúng rồi, nhà mình nuôi cũng 7-8 con. Ôi đông vậy hả? Dạ. Mình có chụp hình rất là nhiều. Bạn có sở thích gì ngoài nuôi cuốn nữa không? Mình thích đi du lịch nè, nấu ăn nè. Hồi trước thì mình cũng có học một khóa bếp Âu căn bản. Bạn ơi, cho chúng tôi xem cái list nhạc của bạn được không? Bạn thường nghe thể loại gì? Nói chung là những cái bài nào mà hay hay thì mình có thể download đó. Có anh ơi ở lại cơ. Hầu như là ballad. Đa phần là những bài nhạc nhẹ và nhạc hơi buồn tí. Thường thì buồn bạn sẽ làm gì? Thường buồn thì mình hay đi vòng vòng, nhất là buổi tối, nó tạo cảm giác thoải mái, nhất là đi vòng những bờ sông hay là những cái cầu á, nó làm cho cái tâm trạng của mình rất là nhẹ. Nếu mà hai bạn nữ á có người yêu thì hai bạn nữ có thích đi vòng vòng, đi bát phố, dạo phố rồi gì đó? Không biết có thích không mà thường không có người nào tự đi ăn luôn. Đi dạo vòng vòng mình luôn. Đó, hay Ngọc cũng hay đi mình lắm. Đi coi phim mình, đi nghe nhạc mình. Bạn hay đi một mình như vậy thì mình cũng đi một mình như vậy, thì tại sao hai đứa mình lại không đi chung với nhau? Cảm ơn các bạn. Như vậy là cả bốn chàng trai cũng đã cho phép chúng tôi được tìm hiểu các bạn sử dụng những ứng dụng như thế nào, thói quen ra sao. Và bây giờ hãy chờ đón xem chàng trai nào đã có những tần số tình yêu ấn tượng nhất.